Miền Tây bây giờ cái xuồng mà muốn đóng những cái chiếc như thế này phải đặt trước khoảng 10 ngày mới có. Đúng rồi. Phải đặt trước chứ bây giờ người ta không có sử dụng xuồng này nhiều giống như là đúng rồi, lúc trước mà nữa. hiện bây giờ là ba cái Sao rồi, đặt cái xuống sau bây xuống qua giờ đây nè. sau giờ là không có luôn đó Quân. À. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp, và đây là một cái con kênh nè cô bác quý anh chị. Thấy chiếc xuồng đằng kia nó có quen thuộc không? Đây là chiếc xuồng của chú Bền, mà trưa nay thì chú đang có mặt ở nhà. Để tí xíu nữa đây thì Bùi Hồ sẽ cùng với chú đi mua một cái chiếc xuồng mới cho chú, để có chú dễ dàng mưu sinh. Và cái thứ nhất nhất cái thứ hai là nó sẽ an toàn hơn cho cái tuổi cao sức yếu của chú đó. Và đây là một cái phần của được vợ chồng của anh Bình ở Canada hỗ trợ hơi cô bác của chị. Và bây giờ mời cô bác của chị lại nhà gặp chú ha. Đây đây là cái mồng tơi, đây là ngôi nhà của chú Bền. Ăn cơm xong chưa chú? Đây ngôi nhà của chú nhỏ nhỏ như thế này. Dạ thôi bây giờ con sẽ cùng với chú đi luôn. Dạ. Dạ thôi được rồi, con không uống đâu. Dạ cô kìa. Cô bị, nghe nói cô bị Dạ, nó bị khớp. Khớp đi, đi không là tới đường rồi, đi đủ chứ. Nhà này mình cất lâu chưa cô? 5 năm rồi chú. Dạ hả? Dạ, có từ thiện. Từ thiện ta cắt cho đây chú. Dạ hả? Không có tiền nữa. À, chú hút điếu thuốc đi rồi hai chú cháu mình đi ha. Dạ. Con không uống nước đâu, chú tự nhiên này. Nước đá đó vậy. Chú về nay chú về sớm không? Thì về nãy giờ nó nấu cơm sẵn ở nhà ấy rồi. Dạ. Là ăn nó thôi. Lấy ra chị. Dạ. Nay cơm gì chú? À là tôi qua cái là hủ chiên. Chú này chú mặn gì vậy? Nay ăn cơm à? Cũng giúp đỡ cái này kia đó chị hai ơi, cũng giúp chú xuồng. Bây giờ chú giúp đỡ gì dạ. Mang ơn đó. Dạ thì đó là mình cũng hiện đại rồi, mình mang ơn trước đi. Thấy đâu vậy chị? Thấy sao? Chát bề trong. Còn xét lại nữa hả chú? Lớp giò hả bà, nó lớp giò không à. À vậy là ngày mai gì mới lấy đúng không? Chắc ngày mai mới lấy luôn rồi. Còn cả nếu chưa không lấy bơi luôn, nó lớp giò bề ngoài rồi. Dạ. Mà nó cho hay rồi. Thì đẩy xuống đi được rồi đó. Nhưng mà chú có thể là cái xuồng nó đẩy xuống đi được chưa? Được, chắc bơi gì luôn được. Nhưng mà về mình đóng bẩn rồi thêm, với đóng sạp rồi thêm, nó cho dán luôn mà. Nhức giò, nhức cảm. Hồi này nó cũng đau đứt lắm. Đi chỗ này khớp cũng rồi nè. Giúp cho đứt. Khớp rồi đau. Không có con, có cái gì. Bởi vì người già, thằng già mình dán lo chứ sao giờ phải không chú, chú thứ mấy? Dạ con tên Hồ. Thấy ăn hả? Dạ. Thấy ăn nè chị. Ở nhà của chú thì đây là các bằng ván ép đó cô bác anh chị. Bên đây là tôn, cũng khá nóng ha. À, tôi đóng tôi che còn bị nắng nó hầm đó. Nắng nhà bị thấp. Dạ. Chú lót gạch lạnh này lại khi nào? Cái gạch này lúc người ta cắt đó, rồi có tiền đó, hỗ trợ cái nhà mới xong á. Dạ. Rồi mới đem đây cái rồi ta cho 20 triệu đó, rồi lót gạch đó là cũng mười mấy triệu gì đó. Cái bồn nước rồi. Cô với chú gặp nhau là mấy năm rồi? Mới có năm nay à chú ơi. Dạ. Rồi tôi cũng lên đây sống cái nhà tôi dưới kia kìa. Chút nữa tôi chỉ nhà tôi cũng từ thiện cắt đó. Dạ. Nghèo nghèo thấy gặp gỡ ở đây để mà nuôi sống cái hàng ngày nào có đoạn phát đó. Cổ cũng nghèo cũng khổ không con. À. Rồi tôi đầu khi có con mà cũng nghèo đi làm phương xa không à. Nếu mà lỡ đau ốm rồi sao. Nó cũng khổ lắm mà điện cho con nó về cái mình chết mồ nó rồi. Ở nhà nương dựa nhau cái tuổi già sống vậy thôi chứ cũng không có cái gì thay đổi. Tới rồi đau cái có tìm người bầu bạn là bầu bạn lại mà nuôi với nhau vậy đó, nó cũng khổ vậy đó. Thành thử là cũng duyên với cái nợ cái kiếp mà mình trả với nhau chứ không có nói là cái sự ham muốn là gì phải không. Chỉ là kể nấu cơm người dân lưới gì sống đâu có nhau, có tình nghĩa không có đâu. Cô có cái gì cho chú ơi. Và bây giờ thì đến cái chỗ mua cái chiếc xuồng cho chú Bên. Chú Bên là cũng gần 80 tuổi rồi đó cô bác anh chị. Lắp khô. Ồ vậy ha. Cái xuồng này cũng còn chắc ha. Chắc. Chất lượng rồi sao lớn mà.
Đây làm bằng cây gì anh? Sao sông lớn à? Sao hả? À. Cái này là lúc trước anh sử dụng là bao nhiêu năm rồi? Cũng cỡ là 10 năm, mười mấy năm mấy em. Dạ hả? Cây xuồng này nó nếu như mà ở dưới nước mà nó di chuyển sử dụng được khoảng bao nhiêu năm nữa ta? Nó là nếu mà mình xài kỹ là xài khoảng 20 năm nữa luôn đó. Dạ hả? Bị sâu lớn mà. À. Này lật ngược lại được không? Được. Đó, lật cho em coi coi. Lật ấy, coi được là tao với mày lật. Thế ra. Xuống làm nổi không? Từ từ. Để ấy đi rồi. Giờ cái miếng này xuống dưới đây đi. Là mình phải nhắc đi qua bên đây nè. Đó lật đó. Có cái dầm luôn kìa. Ờ, cho cái dầm luôn. Trời luôn đó cũng làm phước lắm chú ơi. Dạ. Rồi, nó chét dầm luôn đó biết rồi. Nè. Không chịu từ từ nha. Ừ. Từ từ nha. Người hồ phải cầm một cái máy, cô bác có chị thông cảm. Này là phải trét ở bên trong nữa đúng không anh? Ừ, lắp giò bên trong nữa. Cũng như lắp giò. À, lắp giò. Không chai luôn này đâu á. À. Hổm ra biển nước mặn con chuyện nhà luôn luôn, không ai lặt tiếp nữa nè. Ở đây lần trước không ai lặt cái này còn phải đóng dán thêm nữa. Đúng rồi. Ờ, đóng cái sạp trước, cái lắm sạp này. Cái sạp sau luôn. Sạp trước, cái sạp sau. Hai cái sạp thêm. Cái này đóng thêm hai cái sạp với cái bẩn này nữa là cứng lắm rồi. Dạ. Con thì không có gành về xuồng. Cái xuồng này mua mới là khoảng nhiêu ta? Mua mới là cũng hiện bây giờ là hình như là sau sông lớn nó cũng hơi hiếm rồi. Ừ. Anh bán chú chiếc này nhiêu? Để chú lại nhiêu? Nói chung ra để ổng là 2 triệu đúng không? Dạ hả? Ừ. Nào nghe nó cao dầu chai rồi luôn. Cái này chơi chút xíu để dưới được không hay là sao? Sao nó còn vô, nó vô nước không chú Út? Không mà con cái hiện bây giờ là cũng phải lấy dầu lắp thêm một máy nữa đi. Lật lại vậy là tôi lắp lại cái còn mới đẩy cũng được. Ừ. Là anh phải lắp dầu chai vô. Ừ. Cái này ở ngoài là mới có quét quét dòng ngoài không à? Dòng ngoài thôi. Mới có lau dòng ngoài à. À. Còn cái này nè. Lắp dầu chai cũng cỡ một ngày nữa. Thì ngày nữa à, ngày nữa có lấy. Chí xuồng này thì thấy cũng cứng cáp ha. Dạ nó cứng lắm mà. Cái này là phải tháo dầu chai cũ ra hả? Không có, lắp giò luôn mà. Lắp luôn. Ừ. Lắp cho nó liếp lại mà. Dán cũng còn tốt nè. Thì dán thì nó còn mini luôn đó quá. À. Tại cái là mà anh đút vô sàn là nó nhiều hơn đi. Đúng rồi. Nhiều khi á là có ấy thì đẩy xuống dưới văng lớn rồi ăn rồi cái đầu kéo lên nữa mà cái mình phải xài kỹ. Đúng rồi. Ngoài mưa nắng mà biết sờ kỹ không đụng vô thôi. Không mà cái là mình yêu cầu mà uống dầu tới cho nó cũng như tới năm là để dưới nước là xài bình thường luôn. Cô bác anh chị biết không, ở miền Tây bây giờ cái xuồng mà muốn đóng những cái chiếc như thế này phải đặt trước khoảng 10 ngày mới có. Đúng rồi. Phải đặt trước chứ bây giờ người ta không có sử dụng xuồng này nhiều giống như là đúng rồi, lúc mà trước nữa. Hiện bây giờ là ba cái sao này sao bây giờ sao giờ là không sao có luôn đó quân. À bây giờ là xuồng kia là bằng cây khác hả? Như kiểu mà bằng sến, bằng cây sao vườn, cây tạp đồ kia thôi. À chú qua đây đi. Rồi anh đứng cái anh tên gì? Anh tên Mụn. Anh Mụn hả? Ừ. Út Mụn. Út Mụn. Muộn là như là trễ đó. Là sinh muộn đúng không? Là trễ đó. À. Vì anh em nói gái không nào, gái không à. Tại sinh mấy bà chị năm chị gái rồi hết trơn rồi còn mót lại được anh đó rồi thử ra ông già ông đó. Sinh sau để muộn quá, đặt mày tên muộn luôn. Xong đặt út mót mà đặt út muộn. À, có bớt không anh? Này là cũng Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho chú. Ở rồi. Nói chung ra anh tại cái là đúng ra là anh bớt rồi anh cho ba cái dầu chai luôn đó nghe em. Nó thật lòng nói chứ không phải là tại cái anh thiếu tiền anh làm cái nhà màu cho ông già anh thôi. À. Rồi thử ra hiện bây giờ á là anh mua sắt anh gửi ở ngoài chỗ ở ngoài tiệm sắt ở ngoài rồi là đủ sắt rồi mà còn thiếu ba cái còn đúc mấy cái cũng như đúc là sáu cái cột em hiểu rồi
Dạ. Hiểu không? Hiểu rồi. Rồi thử ra thôi của ổng thì bây giờ là mình bán là mình cũng làm việc từ thiện một mớ, còn cái mình làm một cho mã vô già mình cho nó im. À. Thì chú sao? Chú chịu chiếc xuồng này không? Thì thấy hôm trước là coi thì thấy chú nói là tôi cũng thận rồi đó. Cho nên cố gắng là biểu chú tôi già yếu đó. Rồi là để nó lắp giò giùm. Cho chai với lắp giò về trong bị không ai lặt nổi rồi. Nó không ấy cho sao đúng mấy giờ. Anh mua thùng chai đó là 500 ngàn luôn á. Là để dành anh lắp lay gai hoài luôn á. Bây giờ như thế này nè anh muộn. Thì tại vì đây là chú Sáu luôn. Dạ. Chú Sáu này thích cái chiếc xuồng này cũng có duyên với chiếc xuồng. Thì thôi thì Mạnh Thường Quân là ở ngoài Canada đó, vợ chồng anh Bình hỗ trợ cho chú chiếc xuồng. Thì bây giờ là mình khi nào mình giao được đó? Bây giờ là nếu mà chừng nào mà chú lấy thì mà chú nói con biết. Rồi không mà có cái là một tí nó về cái đó rồi là chừng nào mà nắng không? Là con ra con lắp thêm là một nước nữa là theo như ngày mơ ngày mốt được kia lấy khiêng ra ngoài đó đó là nó nắng nó mau rút ở trong này tại cũng có bóng mát nè. Vậy là khoảng 2 ngày nữa là 16 đi đúng không? Ngày 16 đi. 16 thì tốt ngày tốt nè. Người xuống nước. Rồi đây là hôm nay là Mạnh Thường Quân để giúp đỡ đại diện cho anh Bình đó. Vợ chồng anh Bình ở Canada gửi cho anh 2 triệu nè. Là đây là tiền mua cái chiếc xuồng cho chú Sáu. Và theo lịch của mình thì là ngày 16 âm lịch rồi, sẽ rồi. Xuống hạ, xuống như xuống nước để cho chú bơi về. Rồi. Rồi cho chú cái dầm luôn ha. Thì cho chú cái dầm luôn rồi soạn ba cái dáng nào ấy đó thì lót rồi đóng cái bẩn. Đóng cái bẩn nha. Đóng cái bẩn. Tại cái công chuyện con quá khứ rồi. Bị công chuyện nó lu bu quá thì về trở mình làm thêm. Đây rồi sắp sửa thanh minh tới là anh làm mình ên anh không. Dạ. Rồi sao chú chịu chiếc xuồng này đúng không? Dạ đúng rồi đó. Chú có tinh thần mà giúp đỡ gì với bên Mạnh Thường Quân vậy là tôi cũng nhiệt tình rồi hay. Rồi chú Sáu có muốn nói lời nào với lại Mạnh Thường Quân cũng như là vợ chồng anh Bình ở Canada không? Dạ, ý tôi cũng gửi gắm là cho vợ chồng anh Bình với trong Canada là để giúp cái tinh thần cho tôi nó còn được phấn khởi được chút. Cho nó tiện công ăn việc làm đó tôi để xóa đói giảm nghèo cho tôi mừng. Có chiếc xuồng mà nói vậy chứ chiếc xuồng đối với chú Sáu cũng quý lắm. Thì đó mà có chiếc xuồng nó tiện cho mình lắm. Đi mà văn lứ rồi kia rồi cá ăn rồi nếu mà có dư thì bán hàng ngày rồi kia sống cũng được. Đó là này giúp giống như cái công cụ để mà kiếm tiền. Ủa nhưng mà cái này là có cái bánh lái không ta? Bánh lái gì làm được? Mình làm được. Được lấy xuồng cũ luôn đó tự mình móc được. Dạ nó cũng nó mà làm được cũng đơn tiện giản chứ nó không gì. Thôi vậy tinh thần của chú với bên Mạnh Thường Quân luôn nếu mà nhờ Mạnh Thường Quân giúp đỡ ấy, thì mình cũng ráng kiên cố để cũng ráng làm cho ổng cho ổng im lại rồi chét đồ kia cho ổng về cho ổng im cũng đi cho nó làm ăn để hổm về nó cũng chỉ nói thật nó cũng nói là chú cứ lấy về đi rồi là chừng nào Mạnh Thường Quân tới là đưa cũng được hay là hoặc là chú để chú từ từ chú lo cũng được mình thấy cái dạng của mình cái nghèo khổ này lo cũng cả vấn đề hai người bạn đúng ra là anh lặt hổm gài rồi mà bữa nay như kiểu mà anh lặt mình ơi anh lặt không nổi người thử ra nãy điện cho ổng nó giờ bữa nay nắng nôi đồ kia nè rồi lặt đặng con chừa quả chai này phơi nắng rồi mình có nắng nó mới chảy chai nó làm được nó biết. Thành thử ra là mình chỉ mua bán thôi mà nó có tinh thần nó giúp đỡ được gì tôi cũng mang ơn là chú với bên vợ chồng anh Bình là chú Bình đó là bên Mạnh Thường Quân giúp được cái gì cũng sự nhiệt tình. Dạ. Ủng hộ với tôi vậy tôi rất mang ơn cũng đóng góp thêm với tinh thần chú Bình hai vợ chồng chú Bình đó vậy là cũng vui vẻ tôi cũng dám là khỏe mạnh để làm ăn cũng đi quay gia đình nào rồi kia đúng là rồi khổ rồi kia thôi là hỗ trợ dạ nha. Dạ một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ cũng cảm ơn vợ chồng anh Bình ở Canada rất là nhiều hơn
cũng chúc mừng cho chú Sáu có một cái công cụ để mà phương tiện để mà kiếm tiền, và mong rằng thời gian tới chú Sáu cũng luôn có sức khỏe dồi dào. Mặc dù cái nghề nào nó cũng vậy, nhưng mà làm sao để đủ mưu sinh là được. Đúng rồi, mưu sinh cuộc sống mình đó là một cái tinh thần. Anh em đâu bên Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho tôi rất mong ơn rất nhiều. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha, cho em bắt tay anh cái. Cảm ơn anh. Rồi, chúc mừng chú Sáu. Cũng chúc em đi mà làm việc từ thiện rồi kia. Rồi, nó khỏe mạnh. Nhiều may mắn nha. Cảm ơn anh nhiều. Rồi, khỏe mạnh. Dạ. Hình như là anh cũng coi trên mạng rồi kia là YouTube là em là Bùi Hồ, đúng không? Đúng. Rồi. Ủa, anh biết em hả? Không, mà tại cái ở trong điện thoại mạng chắc là có em, đúng không? Dạ. Rồi. Rồi, cảm ơn anh. Rồi. Dạ, chúc anh sức khỏe ha. Tính...